Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 60 giây của Vietnam Press News. Bản tin của hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Đề nghị truy tố cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Tạm giữ hot girl chuyên trộm tiền mừng cưới tại Hà Nội. Thí điểm cho phép công chức viên chức làm việc tại nhà. Hoàng Đức báo tin vui cho ông Chu Xie. Hamas tuyên bố đáp trả Israel toàn lực, Mỹ không vạch ra làn danh đỏ. Trưa ngày 28 tháng 10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC cùng 20 bị can khác trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty liên quan. Trong vụ án, C01 đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC và 3 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán và 1 bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 27 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Đan Phượng đã tạm giữ hình sự đối tượng HTKL, sinh năm 2003, trú tại cụm 2, xã Thọ Xuân, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trưa ngày 25 tháng 10, L đi xe máy từ nhà đến cụm 3, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thì thấy gia đình bà Nguyễn Thị Lữ đang tổ chức đám cưới cho con trai. Thừa lúc mọi người không chú ý, L đã trà trộn vào số khách mời đến dự đám cưới để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Phát hiện L là người lạ, bà Lữ yêu cầu L xuống tầng 1 của gia đình. Do hành vi trộm cắp bị phát hiện, quá trình đi xuống, L nói với bà Lữ xin đi vệ sinh nhờ. Trong nhà vệ sinh, L giấu toàn bộ phong bì vừa lấy được trong chậu quần áo. Tại cơ quan công an, L khai nhận, ngoài vụ việc trên, cô còn gây 4 vụ trộm cắp phong bì mừng cưới khác với thủ đoạn tương tự, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Sĩ Long, Phó phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thí điểm chọn cho phép cán bộ, công chức viên chức làm việc tại nhà. Tại các cơ quan đơn vị thí điểm sẽ lựa chọn một số tổ chức, đơn vị thành phần và một số vị trí việc làm cụ thể để thực hiện. Trên cơ sở đó có sơ kết, đánh giá kỹ lưỡng về kết quả thực hiện, những tác dụng, hiệu quả mang lại đối với nền công cụ cũng như sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Từ đó thành phố mới cân nhắc mở rộng phạm vi thí điểm. Ông Nguyễn Sĩ Long cho biết, việc cho phép cán bộ, công chức viên chức làm việc tại nhà phải căn cứ vào đặc thù của vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công vụ và không thay thế hoàn toàn cho mô hình làm việc tại công sở. Sáng ngày 28 tháng 10, bác sĩ câu lạc bộ Viettel đưa tiền vệ Hoàng Đức đi bệnh viện chụp cộng hưởng từ kiểm tra chấn thương đầu gối. Sau khi có kết quả chụp phim, các bác sĩ cho biết Hoàng Đức bị dập dây chằng gối phải. Rất may tuyển thủ Việt Nam không bị đứt dây chằng, anh có thể trở lại tập luyện vào tuần tới. Trước đó, tiền vệ mang số áo 28 bị Trịnh Văn Lợi phạm lỗi rất nguy hiểm trong trận đấu giữa Viettel và Thanh Hóa vòng 2 Naigup V-League 2023-2024 trên sân Hàng Đẫy tối ngày 27 tháng 10. Hoàng Đức phải rời sân bằng cáng, sau đó cố gắng vào sân ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, nhưng tiếp tục phải nằm sân vì đau. Như vậy, cầu thủ Viettel có thể chỉ phải nghỉ vài ngày là có thể bình phục. Tiền vệ sinh năm 1998 khả năng vẫn thi đấu ở vòng 3 V-League trong trận đấu Viettel tiếp đón Hà Tĩnh ngày 4 tháng 11. Hamas ngày 28 tháng 10 cho biết, lực lượng của họ ở dải Gaza đã sẵn sàng đáp trả toàn lực các cuộc tấn công của Israel giữa lúc Mỹ ủng hộ ngừng bắn tạm thời nhưng không vạch ra làn danh đỏ cho Israel. Tuyên bố được Hamas, Tổ chức Chính trị Quân sự Palestine đang quản lý Gaza, đưa ra sau khi lực lượng này cho biết các tay súng của họ đã đụng độ với quân sự Israel tại các khu vực biên giới và Israel thông báo về việc tăng cường tấn công ở vùng lãnh thổ bị cô lập. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cuối ngày 27 tháng 10 cho hay các tay súng của họ đã đụng độ với quân sự Israel ở thành phố Beihanun phía đông bắc Gaza và ở khu vực trung tâm Al-Burey. Ông Hagari cho biết
không quân Israel đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống đường hầm đồ sộ cũng như cơ sở hạ tầng khác của Hamas. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.